Chào mừng các bạn đến với kênh Điện Nước 824. Thưa các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một cái hiện tượng mà trong gia đình mình cũng hay gặp phải. Đó là cái bồn rửa chén nó bị nghẹt cái đường xả nước đó các bạn. Thì có một cái câu hỏi mình đã thường thấy là tại sao mà cái chỗ mà xả rửa chén này nó dễ bị nghẹt hơn so với lại những cái chỗ khác ha. Ví dụ như là cái chỗ mà bồn rửa tay thì nó lại cũng cái đường ống nó cũng bao lớn mà nó lại ít nghẹt hơn, mà cái bồn rửa chén thì nó thường nghẹt hơn ha. Thì ở cái bồn rửa chén này thì các bạn thấy nó sẽ có hai nguyên nhân có thể nó dẫn đến cái nghẹt. Đó là ở cái thức ăn thừa đó các bạn. Khi mà mình rửa chén mình có những cái thức ăn thừa, những cái hạt cơm, những cái cọng rau hoặc là cọng mì chẳng hạn, thì nó lọt qua cái lưới mà mình sơ ý, mà mình không có đặt cái lưới đó, thì nó lọt xuống dưới cái ống đó thì nó rất là mau bị nghẹt ha. Còn nếu như mà mình có gắn cái lưới đó, thì nó sẽ giữ lại những cái chất cặn bã tương đối lớn đó ha. Nó không có thể mà chui qua cái lưới thì nó sẽ ít bị nghẹt hơn. Nhưng mà còn một cái vấn đề nữa, đó là cái những trong cái thức ăn thừa của mình á, thì lúc nào nó cũng có một cái lượng dầu mỡ. Thì cái dầu mỡ này nó không có hòa tan trong nước được, nhưng mà nó cũng lơ lửng ở trong nước, và nó cũng là một cái dạng chất lỏng ha. Do đó nó chui qua cái lưới được rất là dễ dàng. Nên mình sử dụng cái lưới thì không thể mà ngăn chặn cái dầu nó đi vào cái đường ống được. Hoặc là cái dầu này, cái dầu mỡ nó đi vào cái đường ống á, thì nó bám lại trong cái thành của cái ống, thì mỗi ngày nó bám lại một ít, thì dần dần nó bám nhiều, cuối cùng thì nó sẽ bị nghẹt. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một cái cách rất là đơn giản mà nó cũng đem lại cái hiệu quả để cho nó khắc phục được, tức là ngăn ngừa được không có bị nghẹt cái đường ống chỗ cái bồn rửa chén nữa nha các bạn. Các bạn cũng biết là cái chất dầu mỡ này đó thì nó không có hòa tan trong nước ha, nhưng mà nó có thể là bị nước đẩy nó trôi đi được ha, tại vì nó nhẹ hơn nước á, nó sẽ nổi ra trên cái dòng nước cũng như là cái mặt nước. Do đó nó thì mình sẽ có một cái cách để mà lôi cuốn nó đi ha, lôi cuốn cái dầu mỡ này nó đi hết. Sau mỗi lần mà mình rửa chén thì mình dùng cái phương pháp này thì nó sẽ lôi cuốn đi hết. Thì sau mỗi lần mà mình hoàn thành cái kết thúc cái công việc mà rửa chén đó các bạn, thì mình sẽ lấy cái lưới lọc này ra ha, mình loại hết những cái cặn bã này thì bỏ vào cái bao gác đi ha. Thank you.
Tức là mình sẽ vệ sinh sạch sẽ cái lưới lọc này ha, cho nó thiệt là sạch. Rồi lúc sau khi mà bạn vệ sinh sạch sẽ cái lưới lọc vậy đó các bạn, thì mình sẽ mở cái vòi nước này nè, với cái tốc độ là một nửa vòi ha. Bạn sẽ cho nó chảy tự do như vậy. Chảy tự do như vậy là từ 1 phút cho đến 2 phút ha. Rồi mình sẽ cho cái vòi nước, mở một nửa cái vòi nước để cho nó chảy xuống từ 1 đến 2 phút. Thì các bạn lưu ý là chỉ cần mở cái nước đó thôi, không có cần bỏ thêm xà bông hay là nước rửa chén hay là bất cứ cái hóa chất nào. Thì mình làm cái động tác như vậy á, thì nó có thể so sánh với lại cơ thể của một người, đó là sau khi mà dùng bữa xong á thì mình uống nước và súc miệng thì nó sẽ trôi hết những cái dầu mỡ, thì với một cái lượng dầu mỡ rất là nhỏ nó bám ở trên cái thành ống á, thì nó sẽ được một cái lượng nước, một cái dòng nước mà sạch trong chảy tự nhiên trong vòng 1 đến 2 phút ha, thì nó sẽ trôi hết những cái dầu mỡ bám trên cái thành ống. Rồi thưa các bạn, với cái cách này đó mình đã áp dụng cho nhiều cái khách hàng áp dụng đó. Ai cũng phải công nhận là cái cách nó, từ khi mà áp dụng cái cách này á, thì nó không có còn tái diễn cái trường hợp bị nghẹt nữa nha. Thì nếu mà nhà bạn mà cái bồn rửa chén mà nó có cái tiền sử mà bị nghẹt đó hoặc là nó chưa hề bị nghẹt thì bạn đều có thể áp dụng được, thì là mình sẽ tránh được cái tình trạng mà nghẹt cái bộ xả của bồn rửa chén. Rồi mình cảm ơn các bạn rất là nhiều đã quan tâm theo dõi cái video của mình. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video sau. Mến chào các bạn.